không vậy? Trời, bà Nga bà làm gì vậy? Bà bị giống như đàn ông. Oh my god, what is that? Trời ơi. Chào mừng các bạn đến với review Tôi trẻ giá bao nhiêu, tập 3. À, giờ đã biết nguyên nhân tại sao Nga lại động thủ với Kiên rồi nhé. Theo Linh nói thì Nga bị dị ứng với đàn ông, quá là đáng lòng cho Kiên luôn. Vì quá ồn ào nên cả nhóm của Kiên đã bị hội đồng thi yêu cầu ra khỏi phòng thi, mặc cho Nga giãi nãy cho rằng nhóm mình đã bị ăn cắp bài thuyết trình. Thầy, nhưng mà bây giờ thầy thử bị ăn cắp bài đi, thầy có bình tĩnh được như em không? Em vậy là bình tĩnh lắm rồi đó. Mời em qua phòng ban tổ chức để giải quyết. Sau đó, Kiên, Linh, Nga và Hùng đã ngồi xuống đối chất với các giám khảo. Tuy nhiên, vì bằng chứng chưa đủ thuyết phục nên không thể chứng minh được bài mà nhóm Kiều thuyết trình chính là bài mà nhóm của Kiên đã làm. Ôi, tức là ngày hôm qua lúc mà tụi em làm á, Hùng đụng vô Kiên, xong Kiên đụng vô cái ly nước, xong cái ly nước nó đổ vô cái laptop, xong cái laptop nó tắt cái bực. Em làm cách nào cũng không có lên, đập nó cũng không có chịu lên luôn. Cái tụi em phải làm bài lại từ đầu. Rồi liên quan gì đến nhóm đa mình? Không biết ơi. Tôi không hiểu. Laptop hư là do tai nạn. Nhận thấy dấu hiệu giám khảo không tin tưởng mình nên Kiên đã nói với giám khảo tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, nên Nga đã tức giận. Nga còn cho rằng có phải Kiên chính là nội gián đưa bài cho nhóm Kiều. Kiên làm vậy vì Kiên có tình cảm với cô tiểu thư đó. Kiên đã giải thích không phải do mình làm, còn mọi người tin hay không thì tùy. À, hay là thích nhỏ đó đúng không? Thì ra là vậy. Mê nhà giàu chứ gì. Ông muốn lấy lòng con gái của giám đốc để sau này hả bước vào ngôi nhà đó làm con rể chứ gì. Biết quá mà. Hơi quá rồi đó. Kiên đứng nhìn nhóm khác nhận giải thưởng đáng lẽ ra thuộc về mình mà cảm thấy ấm ức trong lòng. Thôi, đừng buồn nữa. Dù sao cũng quá hết sức rồi. Hey, I'm okay, I'm fine, Quintana. Quintana, ding, 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 ding. Cuộc thi cũng đã kết thúc, Kiên trở lại quán cà phê làm việc. Nhưng mà sao chìa khóa lại bị đổi và Kiên không vào quán được nhỉ? Một chút sau thì có một cậu nhân viên khác đến và mở khóa thành công để Kiên vào trong làm việc. Ủa, ông nhân viên mới hả? Ừ. Tôi là Khải, 20 tuổi. Tôi là Kiên, 25. Làm ở đây được 3 tháng rồi. À, anh là cái người mà anh chủ hay nhắc đến đúng không? Vừa mới mở hàng mà Kiên đã gặp ngay một chị thượng đế vào chiếc order chấn động. Cho chị order một trà đào cam dâu nhưng mà không chua. Trời ơi, bay ơi, bay. Một trà trái cây nhiệt đới nhiều topping. Bay ơi. Một trà trái cây thảo mộc nhưng mà ít mùi thảo mộc thôi. Bay ơi. Với lại một matcha latte xoài nhưng mà không đắng. Ông cố ơi. Nếu như cậu nhân viên mới ngập ngừng khi nhận order thì Kiên đã nhanh chóng nhận thử thách và xử lý đơn trong vòng một nốt nhạc. Kiên 10 điểm không có nhưng. Quán em phải làm được như vậy thì mới đắt khách chứ, đúng không? Đơ cái mặt chị ra luôn. Dạ, để em làm cho. Cố lên. Đồng hồ vẫn đang chạy và công việc vẫn cứ tiến hành. Chị cảm ơn nha. Bữa sau chị ghé tiếp. Dạ. Thôi, đủ rồi, quá đủ rồi. Đừng nữa, đừng gì nữa chứ. Em chịu đi làm rồi đó hả? Anh tưởng em mê thi tố, bỏ làm luôn rồi chứ. Chủ quán cũng xuất hiện và hỏi thăm Kiên sao đi làm nhưng lại vắng mặt nhiều thế. Vì vậy mà chủ quán đã thuê người khác thay cho Kiên và dặn Kiên sau này nhớ đi làm đều để bù lại số ngày nghỉ của mình. Gắng làm để bù lại những ngày nghỉ nha em. Thi xong rồi, Nga cắm bắp trên fanline sờ chìm với sự góp mặt của Linh. Trong khi đang giới thiệu sản phẩm, Nga cũng sẵn tiện kể hết đơn giam mơ tham gia cuộc thi của mình. Tự nhiên đang thi, lòi ra cái ông nội trưởng nhóm của em. Biết mang theo gì không mọi người? Một con cún con. This is a drama. I'm the drama. Thông đồng chứ còn gì nữa. Thì chắc là thì thôi em cũng thông cảm chị ơi. Ông nội trưởng nhóm ấy ông cũng là con trai. Cũng mê gái thì thôi, chịu thôi. Còn thiếu gia công tử Bột Hùng thì không học không làm, chỉ biết ngủ khiến mẹ phải than phiền. Mẹ Hùng cũng quan tâm đến cuộc thi của con trai nên đã hỏi thăm sự việc ồn ào là như thế nào. Tại sao cả nhóm tham gia mà không có hình chụp chung lúc thuyết trình? Từ đây, Hùng chợt nhớ điều tồi tệ mà mình đã làm, đó là bán đứng cả nhóm. Chơi ạ, chỉ vì cảm nắng, yêu từ cái nhìn đầu tiên mà sẵn sàng đánh đổi công sức của cả nhóm như thế này. Rồi còn khiến cho đồng đội nghi ngờ lẫn nhau nữa. Diễn hay đó Hùng ơi, Hùng nghĩ sao về việc lần sân sàng diễn xuất nè? Thằng Kiên có nói là bài thuyết trình chưa có đầy đủ, còn sơ sài quá nên nó bỏ ngang luôn, không có thuyết trình. Ở cái gì cũng tao, đúng, tao làm nó được chưa? Thằng này thiệt tình.
Nhỏ này nó lờ mình luôn hả ta? Cuộc thi kết thúc thì chuỗi lửa của Hùng và Kiều cũng tắt. Hùng gọi mãi mà Kiều không nghe máy mình nên đã đến nhà tìm cô tiểu thư ấy. Xác định được địa điểm mà Kiều tụ tập hội bạn, Hùng đã phi ngay đến đó. Trong lúc này Kiều đang chạm mặt với hai dân chơi khác. Xem ra cô tiểu thư này cũng nổi loạn phết đấy. Như vậy đủ lòng quen em chưa? Cũng tạm thôi. Em yên tâm, con chỉ mới khởi đầu thôi, tụi anh chơi nét lắm. Vậy để coi mấy anh khởi động tới đâu. 321 Hùng xuất hiện và tỏ thái độ ghen tuông này nọ. Ôi mà đã có danh phận gì đâu, đã làm gì đâu mà ghen với tuông dị hai. Em làm cái gì mà sau cuộc thi tôi liên lạc với em hoài không được? Gọi thì không nghe, nhắn tin thì không trả lời. Bộ tôi đi chơi với bạn rồi bận chuyện này chuyện kia không được hả? Sao vậy? Bạn trai của em hả? Cái gì bạn trai? Chỉ là kẻ bấm đuôi thôi. Chỉ là kẻ bấm đuôi thôi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Cái gì? Hùng tức giận vì mình đã bỏ công giúp Kiều, phản bội lại tổ chức mà giờ cô lại giờ què, đá mình ra chuồng gà như thế. Rồi bây giờ một câu cảm ơn không có, cô nói chuyện với tôi vậy hả? Đó là chuyện của anh, mà kệ anh. Hùng cố gắng níu kéo Kiều vào một cuộc giằng co hỗn loạn diễn ra. Thiếu gia bị tận cho một trận rồi chỉ biết nhìn nàng Kiều rời đi với ngọn lửa hận thù. Cái này có phải của táo nhãn lồng không ta? Không có lỗi ở đây, có gì ra ngoài giải quyết. Mất hứng thiệt chứ. Có sao không vậy? Cảm ơn anh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé. Cây tươi nhờ.